anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, chúng con thiếu nhi quý mến, đã có lần con chia sẻ với cộng đoàn một câu chuyện về cuộc đời của một con người rất tốt lành, một vị bác sĩ nổi tiếng của Nhật Bản là Polagai. Ông sinh vào Thế chiến thứ hai, và rồi cuộc Thế chiến nổi ra, ông đã là một bác sĩ trong khi phục vụ mọi người và cố gắng hết sức mình để cứu chữa những người đã bị chất độc của bom nguyên tử do Mỹ ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Vị bác sĩ này với tất cả tấm lòng, đạo đức và lòng yêu mến nghề nghiệp, ông đã dấn thân không biết mệt mỏi để chăm sóc, để cứu chữa những người bị ảnh hưởng bởi chất độc của hai quả bom nguyên tử này. Và vì vậy mà ông được tất cả mọi người, nhiều người trên thế giới biết đến với lòng yêu mến, kính trọng. Tuy nhiên, vị bác sĩ này lại là một vị bác sĩ vô thần. Ông không tin có Thiên Chúa, ông không tin vào Thượng Đế, ông cũng chẳng tin vào sự sống đời sau. Và rồi cho đến một ngày, người ta báo cho ông biết rằng mẹ của ông đang trên giường hấp hối. Vị bác sĩ vội vàng gác lại mọi công việc để chạy về bên mẹ của mình, quỳ gối ở đầu giường nhìn người mẹ trong cơn hấp hối. Bác sĩ Polagai đã dọn những giọt nước mắt nhớ tiếc. Người mẹ trong cơn hấp hối nhìn vào Polagai và chút hơi thở cuối cùng. Sau cái chết của người mẹ, bác sĩ Polagai đã phải thốt lên rằng: tôi đã nhìn thấy linh hồn trong mắt của mẹ tôi. Tôi không thể tin được một người mẹ đã sinh ra tôi, một người mẹ đã hết lòng chăm sóc, bảo vệ, yêu dưỡng, yêu thương và nuôi dưỡng tôi, lại có thể ra đi và tan biến vào cái không vĩnh viễn và trở về cho bụi. Chính với xác tín này, Polagai đã quyết định tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc đời mình, và ông đã chọn lựa con đường tin vào Chúa, tin vào sự sống đời sau. Kính thưa quý cộng đoàn, đây cũng là lý do mà hôm nay chúng ta hợp nhau nơi đây, nơi đất thánh của giáo xứ, để chúng ta bên cạnh những người thân yêu, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, những người bạn bè thân hữu của chúng ta đang nằm tại đây, để cầu nguyện cho họ, bởi vì chúng ta cũng xác tín niềm tin của mình vào sự sống đời sau. Sự sống này được chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta một cách tỏ tường khi Ngài xuống đến làm người, mang lấy thân phận con người của chúng ta. Qua cái chết và sự sống lại của mình, Chúa Giêsu đã đảm bảo cho chúng ta về sự sống đời đời, về sự phục sinh sau khi chúng ta qua khỏi cuộc đời này, để bước vào sự sống vĩnh cửu.
Khi đi thăm viếng các đất thánh, con thường hay thấy người ta đặt câu khẩu ngữ để nhắc nhớ chính mình: xin đừng quên tôi. Xin đừng quên tôi là câu được viết nên để nói của những người còn sống nhắc nhở chính mình không được quên những người đã khuất. Và đặc biệt hơn nữa, những người đã khuất ấy không phải ai xa lạ, mà là chính cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người bạn thân hữu của mình, những người đã sống cùng với mình. Và cách riêng với cha mẹ của mình thì lại là những người đã hao mòn, đã chấp nhận hủy mình mỗi ngày để làm lên cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể hiện diện ở đây mà kính nhớ các ngài hôm nay. Xin đừng quên tôi còn là lời nói vọng lên từ chính những tấm bia mộ kia, những người ông bà cha mẹ anh em bạn hữu chúng ta đang nằm ở đấy. Họ nói với chúng ta: xin đừng quên tôi, xin đừng quên tôi vì tôi là người thân của mọi người. Xin đừng quên tôi vì lúc này đây, khi đã bước qua cuộc sống của con người, bước vào sự sống đời sau, vào sự sống vĩnh cửu, thì tôi chỉ còn một cách duy nhất cậy dựa vào các bạn mà thôi. Tôi chỉ có thể cậy dựa vào những lời cầu nguyện của những người còn sống, để nếu tôi còn phạm tội này cách khác thì Chúa tha thứ thanh luyện để tôi được vào nước trời. Những người thân yêu của chúng ta đang ở đây và họ cũng nhắc chúng ta: xin đừng quên tôi, để mỗi người chúng ta ý thức về bổn phận của mình, để nhắc nhớ con cái cháu chắt của mình nhớ đến công đức sinh thành, công đức dưỡng dục, để cầu nguyện cho các ngài khi các ngài chỉ còn trông chờ vào những lời cầu nguyện, vào các lễ dâng của chính mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu, ngài đã khẳng định với chúng ta: thầy đi để dọn chỗ cho các con, và thầy đi rồi thầy sẽ quay lại để mang các con về với thầy. Chúng ta tin tưởng phó dâng những người thân yêu của chúng ta cho Chúa và tin tưởng rằng Chúa sẽ quay lại để đón những người thân yêu của chúng ta về với ngài sau khi đã trải qua những giây phút thanh luyện. Và đây cũng là một lời nữa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta: khi chúng ta tham dự thánh lễ tại đất thánh này, chúng ta cũng phải ý thức về thân phận con người của mình và nhắc nhớ cho chính bản thân lời của Chúa dạy chúng ta: quê hương chúng ta ở trên trời. Quê hương của chúng ta ở trên trời nghĩa là gì? Nghĩa là ở đây không phải là quê hương thật của chúng ta. Trái đất này, ở dưới đất này chỉ là một nơi tạm bợ, là quán trọ qua đường, để rồi sau đó chúng ta cũng phải bỏ lại tất cả để trở về quê hương đích thật của mình. Nhưng để có thể trở về quê hương đích thật của mình, không có con đường nào khác ngoài con đường chúng ta phải đi, đó là bước theo Đức Kitô. Chúa Giêsu bước trên con đường thập giá. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bước trên con đường ấy để đi theo Chúa và cùng với Chúa tiến vào nước trời. Xin cho mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa cách đặc biệt trong thánh lễ này, nơi đất thánh, nơi những người thân yêu đang hiện diện cùng tham dự thánh lễ này với chúng ta. Chúng ta khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho những người thân yêu chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta tiến tới trên con đường thánh thiện, con đường nhân đức, để mỗi ngày chúng ta cũng tiến gần tới vương quốc tình yêu, và ở đấy hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng gặp lại những người thân yêu của chúng ta trong vương quốc của Chúa, nơi thiên đàng vĩnh cửu. Amen.